Chào các bạn. Trông như mấy con ngố ấy. Xin chào các bạn. Không biết sao thì bốn đứa bị lùa vào đây rồi kẹp bên đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không biết trò chơi tiếp theo là gì. Bắt đầu từ em. Ừ, em muốn hỏi câu hỏi gì thì hỏi. Chứ em là chữ gì? À, không được hỏi. đấy là con trai hay con gái ạ? À? Gái. Gái á? Con gái nhưng có hình phụ nữ, có hình dáng hơi giống con trai. Cả tính. Trai hay gái? Gái. Gái. Ok. Gái hay trai? Chưa thấy. Đàn ông. Đàn ông. Đàn ông trai. Thì chắc là có gia đình rồi. Em hỏi đi. Của em là người nước nào? Không phải người Việt Nam. Không biết nước nào, quên à? Ừ, không biết luôn. Bồ Đào Nha hay sao ấy? Khó ấy. Người đấy là người Việt hay người nước ngoài ạ? À? Người Việt. Việt. Người Việt. Từng ở nước ngoài. Làm nghề gì? Diễn viên. Viên. Thế còn chị là làm nghề gì? Của chị à? Không biết là làm gì. Của chị là cả nghề bán động vật gì ta? Không. Không. Hình như là kiểu làm nông ấy. Ừ, làm nông. Làm nông. Hai cái bản động vật làm nông á? Kiểu chị ạ? Kiểu thận chất phát thế ạ? Thế của chị làm nghề gì? Con đừng tả nữa. Của chị à? Làm nghề cầu thủ đá bóng. Dễ đoán. Ai? Đoán được không? Ừ, đoán luôn đoán đi. Cristiano Ronaldo. Sai. Đâu? Thấy chưa? Thôi, tại vì em bảo Bồ Đào Nha mà. Không bảo em nước mà. Em không chắc là có phải Bồ Đào Nha hay không. Người làm nghề gì ạ? Người này làm nghề cầm mic. Ừ, nghề cầm mic. Xin hãy gọi tôi là ca chí. Cô chí chí phù. Chí phù. Đến lượt em. Người này đóng phim gì? Em được hỏi đấy đúng không? Một phim của Disney. Nhưng mà là phim người thật đóng nhưng kiểu mà là một action. Cái một cái kiểu tính chất nó khác hẳn với phim Disney mọi khi. Em không xem Disney. Nghĩa là phim nè. Chuyển thể từ phim hoạt hình. Ừ, chuyển thể từ phim hoạt hình của Disney. Em không xem. Trời ơi. À. Ừ, đúng rồi. Thì vào vô không xem. Này, cái gì vào vô khó nhá. Tên có mấy mấy từ? Hai từ, 6 chữ. Thôi đừng chi tiết thế. À, xin lỗi. Làm nông à? Chả biết gì về nhân vật của chị Vân. Không biết gì về nhân vật của chị á? Ừ. Cầu thủ bóng đá này chắc là nam rồi này. Người này có nổi tiếng không? Quá. Có chứ. Messi ạ? À? Đúng rồi. Chỉ một là Ronaldo hay là Messi. Mà chị Vân thắng rồi à? Dễ. Tiếp tục mà. Em cảm giác em thua lắm mà em không biết ai giết mình. Có phải là kiểu nếu mà là ca sĩ thì có phải là một người có nhiều hit không hay là chỉ là ca sĩ đi hát bình thường mà không có hit? Có nhiều hit. Có nhiều hit. Hầu như là ra bài nào cũng nổ. Người này nước nào? Không biết. Người Mỹ thì phải. Chạy đi làm nông trên đầu mình chán vãi. Làm nông mà. Cụ thể là nổi tiếng, có nổi tiếng không? Có ạ. Ai cũng biết. Ai cũng biết. Cả nước, đất nước Việt Nam là ai cũng biết. Nhưng mà ai cũng biết. À, bà Tân à? Bà Tân là vlog mà. Vlog. Đau đầu. Làm năm. Rồi đến lượt... chị không được hỏi nữa. À, chị vẫn... À, xong rồi ạ. Lượt em á. Cao hay thấp? Thật ra cũng không biết cao. Nhưng mà cao, chị kiểu chiều cao trung bình ấy. Cao không không thấp. Cao hơn mình. Tất nhiên cao, cao hơn em. Phim này là phim công chúa à? Disney tất nhiên là phim công chúa rồi. Không, nó cũng không phải là phim. Nhưng mà phim đấy đúng là phim công chúa. Tức là nó từ chuyện công chúa ấy. Nói về kiểu tình cảm, không phải tình cảm nam nữ mà tình cảm mẫu tử. Mẫu tử ấy. Nhưng mà đây là một nàng công chúa nổi tiếng. Ừ. Chứ không phải là công chúa mới đây xuất hiện. Mẫu tử cháy vé luôn hồi ra dạp á, sắp ra phần hai à, ra phần hai rồi sao nhở? Của chị là Cinderella không? Không, người tên người thật cơ, tên người thật công chúa, người thật em chịu. Còn chị làm nông là cụ thể là gà bò hay cái gì đấy? Em không biết làm nông mà làm biết được. Làm chị nông biết là làm nông thôi, làm nông mà làm gà nông bò. Là làm ruộng mà ruộng mà phải cần làm này gợi ý chị bắt đầu đúng không? Em phải cái chị coi hơi khó. Không, mọi người phải gợi ý cho không em. Không phải một nhân vật có thật. Thế á? Không phải một nhân vật có thật. Mình nghĩ là có thật. Mày nhưng... đặt đấy. Chữ báo đi mày.
Thôi, bỏ qua đi. Thế là em đã kết hôn chưa? Rồi, rồi. Người này trong cái phim Công Chúa đấy mặc váy màu gì? Màu đen. Đúng. Dễ lắm rồi đấy. À, biết phim đấy rồi nhưng mà không biết tên bà đấy. Đấy phim gì? Đấy phim gì? Tiếng Hắc Ám à? Đúng rồi. Không biết tên luôn á? Không, mày có xem đâu. Sợ ai? Em không xem. Thế chị thôi, mày no hope rồi. Chị thấy chị cũng no hope vãi. Chị bao giờ còn đường sống không? Chị có hope người đấy rồi chứ không tên. Chị có hope đấy. Nhưng chị nhìn từ trên mặt mọi người toàn có hope mà. Tại vì chị biết đáp án rồi. Còn có mình có nhìn thấy. Đàn ông đúng không? Làm nông, hư cấu. Đẹp trai không? Ta hư cấu toát lên biết được đẹp trai không? Qua hình ảnh thì toát lên một cái vẻ khắc khổ. Thế này chỉ biết khổ. Qua nói chung là trong chuyện đấy khổ. Chỉ biết qua chữ viết thôi. Chỉ biết qua chữ viết thôi chứ không biết qua hình ảnh. Ok, tôi nét đi để trong lúc đấy chị nghĩ. Chồng người đấy làm nghề gì? Chồng người đấy làm nghề mấy cái producer. Em biết rồi, em biết rồi. Tóc liền. Đúng không, đúng không? Thế sao mọi người bảo giống đàn ông? Để tóc ngắn. Ai bảo giống đàn ông mày tự nói mà. Chị tóc ngắn thôi mà. Chồng producer mà ở nước ngoài chỉ có chị tóc tiên thôi. Nếu như em biết người này nhưng không biết tên thì sao? À, cái gì? En cái gì? Đúng rồi. Angelina Jolie. Đúng rồi. Khó lắm, của chị bao khó lắm. Cái câu hỏi đó chị bỏ rồi, chị nhìn đi. Cổ ấy. Cố lên chị ơi. Vãi cả lão hà. Quá khó luôn. Thì chị gì? Em thấy cái từ bán trà độ Missy còn dễ hơn. Bán động vật nó dễ đoán mà. Nhưng mà ông ấy còn bán động vật bán đâu. Chó hả? Chó. Nhưng mà đấy không phải là nghề của ông ấy. Bắt đầu từ em trước à? Em hỏi trước đúng rồi. Tại em hỏi trước đi. Đây là đàn ông hay phụ nữ? Đây không. À? Đây không phải đàn ông, không phải phụ nữ. Thôi được rồi. Thế thôi, đến chị ấy. Em chưa thấy. Chị là người có thật hay là hư cấu? Có thật ạ. Có thật đấy, có thật đấy. Very real. À, có thật. Của em là có thật hay hư cấu? Em chưa thấy có nhé. Thật. Cho xem với. Của Linh là có thật. Ok. Thế còn em? Có người thật. Thế còn tôi? Đó câu hỏi của tôi đấy, có thật hay không? Không có thật. Không có thật. Không có thật khó lắm ấy. Không dễ á. Tiếp đi, chị đấy. Của chị là đàn ông hay đàn bà? Đàn, của chị là đàn. Chắc là đàn. Con gái, con gái. Của em làm nghề gì? Làm những con người dối trá này. Nói nhanh lên. Sao lại nghĩ lâu như thế? Làm idol. Làm người nổi tiếng. Sao của mình cảm giác nó vô vọng nhỉ? Của em làm nghề gì ạ? Không biết. Làm em người nổi tiếng luôn, rất nổi luôn. Rất nổi. Sao chị lại không biết? Chị không biết. Bây giờ mà nói là dễ, em dễ đoán lắm nên cứ biết là người nổi tiếng thôi đó. Nổi vãi luôn. Của em có phải người Việt không? Có phải ở Việt Nam không? Việt Nam có. Có nhá. Việt Nam có. Không. Đâu có. Mọi người ơi. Vừa bảo là hư cấu mà. Ừ nhưng mà hư cấu là của Việt Nam hay là của nước ngoài? Của nước ngoài. Nước ngoài. Nổi tiếng lĩnh vực gì ấy? Lĩnh vực kiểu nói này nói kia ấy ạ. Kiểu trên YouTube ấy. Đấy, thế được rồi, thế thôi. Nguyễn Tử Quảng. Thật không thể tin được. Vâng. Không phải. Ok, tự nhiên nghe cái đấy. Người là nước nào? Hàn Quốc. Thái Lan. Nói thế là con như là xong rồi đấy. Làm nghề gì ạ? Em vừa hỏi người nổi tiếng đấy. Thế làm nghề gì mới được chứ? Doanh nhân. Gợi ý là rất giàu. Rất giàu á? Ai là người giàu nhất thế giới ta? Của em nó có phải là tên riêng không? Có. Tôi nói là một nhân vật cụ thể đúng không? Ừ. Mà không phải ở Việt Nam. Nhưng ở các nước khác đều có. Đấy là của chị, béo hay gầy? Gầy. Gầy à? Siêu gầy à? Sao chị đang đầu nảy số là một người béo mà nó lại sinh ra gầy? Chị đang nghĩ ai? Thôi đừng. Người này có bài hát. Tên là gì? Bài... Tiền. Bài tiền. 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 Bài money á. Money. Người này làm kinh doanh nhưng mà kinh doanh về lĩnh vực gì? Vũ trụ. Vũ trụ. Vũ trụ á?
Làm sao em biết được? Nó tầm vũ trụ lắm ý, nó kinh, nó cao siêu lắm. Nhưng mà là người có thật đó. Ừ, khủng khiếp lắm. Em nói thế phải biết luôn chứ nhở. Thế của em là về lĩnh vực gì? Giải trí, kiểu người này khư cấu giải trí. Tony Stark. Mr. Bean à? Vãi cả Tony Stark. Tên của chị có mấy từ ấy? Mấy từ, đáp án ấy có mấy từ? Một từ. Nhưng mà đọc là đọc hai từ. Đọc hai tiếng. Một từ đọc là hai tiếng. Vãi cả đã. Từ ghép à? Chị thấy có từ nào như thế không? Thế rồi. Từ đọc là hai tiếng. Nhưng người này đang hoạt động ở nước nào? Hàn Quốc. Sao mọi người vừa bảo Thái? Người Thái. Thái nhưng hoạt động Hàn Quốc. Đây. Lisa. Đúng rồi. Chị biết. Một từ là hai tiếng. Người nước nào à? Không, bao nhiêu tuổi? Ai biết? Chịu. Biết. Cũng biết luôn. Này, người đấy giải trí cụ thể là làm gì? Nhân vật hoạt hình. Nhân vật hoạt hình. Nhân vật hoạt hình. Mickey à? Không, sai. Đến giờ chị bắt đầu. Này, đàn bà. Nhưng mà giới tính là chuẩn không hay là cái có vấn đề? Không, cái này khó xác định. Cái này không biết, phải hỏi chính chủ ấy. Cái này phải hỏi chính chủ. Nhưng mà theo em thấy thì là chuẩn. Cũng chuẩn thẳng đấy. Thẳng. Chắc là thẳng. Còn không thì cũng không biết đâu. Hỏi chí bạn. Rồi đây. Nhưng mà con gái phải cong thì mới là con gái chuẩn, còn thẳng thì là thế là xong rồi. Thì đã bảo là chính chủ chưa hỏi bao giờ. Được. Tên có mấy chữ à? Phát âm ra ạ? Ba tiếng. 3 tiếng á. Donald Trump. Của em là ở trong phim gì? Không biết. Disney. Phim Disney. Vô vọng vãi trường. Dễ cực của chị, dễ cực đi. Dễ cực. Dễ cực. Người Việt đúng không? Vâng, người Việt. Câu này chị hỏi chưa? Biết, chả nhớ luôn ấy. Thế không tiếp chưa hỏi đâu. Em không biết hỏi cái gì, không nghĩ ra luôn. Gợi ý là đây là tỷ phú. Rách mà. Không phải rách mà. Ba tiếng. Phim hoạt hình là phim hoạt hình gì? Không biết tên phim thế. Không biết tên thì chắc chắn là một. Nhưng mà nội dung phim kiểu như nào ấy, gợi ý ấy. Disney. Phim như nào? Đó, hình như thôi. Nó em không nhớ, có thoại ấy. Em nhớ là em chưa xem phim của cái bạn này bao giờ. Của con này. Nó không có thoại. Chị là người miền nào ấy? Miền Bắc. Dễ lắm. Phim Disney không có thoại. Có bực mình quá. Em xem rất nhiều phim người Disney. Này chị biết rõ cực. Thì cụ thể hơn kinh doanh cái gì ở ngoài hành tinh ạ? Để chị search. Đã bảo vũ trụ, tàu vũ trụ các kiểu. Tàu vũ trụ á? Nói chung là nó liên quan đến vũ trụ. Để chị search ông này là ai? Thôi được rồi. Nói một cái gợi ý rất dễ luôn nhá. Ô tô. Sao ô tô lại ở ngoài vũ trụ được? Nó có một cái ngành nữa, vũ trụ kinh khủng lắm, mới gần đây này. Của em là động vật hay là thực thể gì? Nó là cái thực thể gì? Động vật hư cấu. Động vật à? Hư cấu. Khó thế nhỉ? Cái của mình như cái con điên ấy. Có lẽ là vậy. À, bio. Đúng rồi. Chị biết. Sau khi chị nhớ ra. Sau khi phát ngôn ra một câu của mình như con điên thì nhận ra hóa ra người điên duy nhất ở đây là tại mình. Vì tự nhiên lại hơi gầy, xong hơi gầy thì không đúng rồi, cũng đậm đà mà. Gầy mà chỉ có 42 cân. Ừ. Người mà có 42 cân. Miền Bắc xong lại còn hiểu nhất, xong lại còn nhưng mà chả hiểu có cái con nào mà một từ phát âm 2 tiếng. Ba cho gì? Ừ đấy, bây giờ chị mới biết. Yeah, xong rồi. Về thôi, về gỡ cái em rất thắc mắc ấy. Kiểu tại sao kinh doanh ô tô lại ở ngoài vũ trụ? Nó có ông ấy nhiều ngành lắm nên ông là tỷ phú mà em. Cụ thể là ông ấy làm ngành gì? Ông là tỷ phú. Ông ấy làm ngành gì rồi? Ừ. Phải chửi thì có cái người như thế nhở? Ở đây, để em hiểu ra thôi. Ừ. Suốt ngày lên báo luôn ấy. Đúng rồi, suốt ngày lên báo luôn. Công ty mình ai cũng ủng hộ. Nguyên Tử Quảng à? Mày nói là người Mỹ mà. Vân này, Nguyên Tử Quảng. Của em là con gì? Ơ, con gì? Con gì cơ? Con chỉ này... nói là nó cũng khá giống cái này gọi con này là nói thì Vân biết nhỉ. Ừ. Con thế này là nó thì hơi có điểm tương đồng với
Donald. Đấy. Donald. Vì Donald có lời thoại mà. Nó nói là không sẽ cho em ý. Chị ơi của mày rất dễ, ô tô điện. Mày có biết không? Ô tô điện không biết. Từ phát âm đọc ba. Chắc chắn là mày biết nhưng mày không mà không hiểu ra. Chữ đầu tiên là chữ E. Chữ đầu tiên là chữ E M. Không biết đâu. Giàu lắm, không có tài sản, không có nhà. Ê em không biết ông này là ai. Mày không biết Elon Musk luôn. Không. Thật á? Phải chửi. Thật là mọi người nói mãi mình chẳng. Ông ấy là người có tầm ảnh hưởng nhất trong năm vừa rồi. Xin lỗi ông, cháu cũng không biết. Vân có 9 điểm nhất. Chị bao nhiêu 8 điểm? Thì VKL 7 và Như 6. Thật ra em đã ít. Kết thúc đi. Đúng rồi. Ông thích kết thúc, ông kết thúc nữa nào. Chơi chứ không? Không, chơi cái gì cũng thua. Vậy là hết. Vậy là video bọn mình đã dùng những neuron thần kinh cuối cùng để vận dụng, áp dụng hết vào trò chơi này. Nhưng mình vẫn thua. May quá, mình không thua nữa. Không bị vẽ dâu nữa. Không nhận chỉ bắt đầu nghĩ nhanh thật. Mọi người nhớ like, share, subscribe cho Cố Ăn Chơi nha. Ok, bye bye. Và bye bye. Hy vọng lần sau bọn mình sẽ được chơi những trò ít dùng não hơn trong đầu. Và được ăn nhiều hơn. Cho não nghỉ ngơi. Mình có não mình phải dùng chứ. Thôi dùng ít thôi. Dùng quá nhiều trong một buổi chiều ý. Ok, bye bye. Bye bye.